Ngành giáo dục thành phố Cần Thơ đã có kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số, các trường phổ thông, bước đầu các địa phương, các cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ cho công tác này. Theo kế hoạch, việc thực hiện học bạ số thí điểm đối với các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2023-2024 với 100% trường tiểu học tham gia. Cụ thể có 164 trường tiểu học công lập, 2 trường tư thuộc và 9 trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp tiểu học với 5.479 cán bộ quản lý và giáo viên và 93.177 học sinh tham gia. Qua đánh giá của ngành giáo dục thành phố, 100% trường phổ thông trên địa bàn thành phố có kết nối internet, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ tin học. Năm học 2024-2025 đảm bảo 100% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện học bạ số theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đáp ứng được mục tiêu chuyển đổi số trong ngành giáo dục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.